Kính chào quý vị và các bạn. Trong trang địa phương hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đến từ các huyện Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn và Tương Dương với các nội dung chính sau. Giá lợn hơi xuống thấp, các hộ chăn nuôi ở huyện Hưng Nguyên gặp không ít khó khăn. Nghĩa Đàn phấn đấu 100% xã thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia y tế vào năm 2018. Huyện Tương Dương đẩy mạnh công tác quản lý, thu giữ, ngăn chặn vũ khí tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Hiện nay, các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Hưng Nguyên đang không khỏi lo lắng khi giá thịt lợn hơi không chỉ xuống thấp mà còn rất khó tiêu thụ. Một lần nữa, bài toán về chăn nuôi ồ ạt, thiếu quy hoạch lại đang làm khổ người dân. Nhiều năm nay, gia đình anh Hồ Văn Cường ở xóm 2 xã Hưng Tân đã chăn nuôi lợn thịt với quy mô gần 100 con mỗi lứa. Tuy nhiên, đầu năm nay, giá thịt lợn hơi bắt đầu giảm mạnh và những ngày này, giá chỉ còn 28-35.000 đồng một kg. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi vẫn giữ ở mức rất cao, đang làm cho gia đình lo lắng bởi chi phí chăn nuôi của gia đình mỗi ngày lên tới hàng triệu đồng. Nhưng hiện tại thì do đang là lên hơi lên ấy đó, rất là khó xuất. Bán khó hiện nay chỉ khoảng 3-5 bát hảo. Giờ cái mong ước là nói chung nhà nước giúp cái nghiên cứu cái đầu ra cái ổn định như thế, thứ hai nữa là hỗ trợ cho ba cái lúc vốn liền khó khăn có thì hỗ trợ cho vay thêm gì tại đan thôi. Trong thời gian vừa qua thì các hộ chăn nuôi là rất vất vả vì cái giá cả bấp bênh, thị trường không ổn định, nên các hộ chăn nuôi, đặc biệt những hộ chăn nuôi lợn thì họ chăn nuôi là bị lỗ. Nhưng mà để cho họ vẫn tiếp tục để mà phát triển chăn nuôi thì yêu cầu là các hộ gia đình vẫn tiếp tục tái đàn, nhưng mà được mong muốn là cấp trên có những cái sự hỗ trợ hoặc là khuyến khích gì để cho các hộ chăn nuôi ngày càng phát triển và đàn lợn vẫn được giữ vững trong cái như thời gian vừa qua. Là huyện thuần nông, diện tích đất để canh tác ít nên những năm qua Hưng Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát triển đàn vật nuôi. Năm 2016, tổng đàn gia súc gia cầm đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, riêng đàn lợn đã có 25.500 con, đạt 120% kế hoạch và tăng 300 con so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng đều qua các năm từ 15-20%. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong mỗi năm, Hưng Nguyên đạt trên 4.698 tấn. Tuy nhiên, tình trạng lợn hơi rớt giá đang ảnh hưởng đến tâm lý các hộ chăn nuôi ở Hưng Nguyên. Theo đó, với tình hình giá cả lợn hơi như hiện nay, tính bình quân một con lợn 100 kg, người chăn nuôi lỗ khoảng 800.000 đến 1 triệu đồng. Trước tình hình là cái sự biến động giá cả, đặc biệt là giá lợn thịt lợn hơi giảm trên địa bàn huyện cũng như địa bàn cả tỉnh, thì là một cái đơn vị cơ quan chuyên môn trên địa bàn công phụ trách công tác chăn nuôi thú y chăn nuôi, thì tôi cũng rất mong kiến nghị với nhà nước, các cấp các ngành là có một cái tìm kiếm một cái thị trường để tiêu thụ cho bà con nông dân. Thứ hai là cũng có cái cơ chế chính sách để phù hợp để cho người chăn nuôi có thể là yên tâm hơn trong việc là tái đàn. Từ thực trạng trên cho thấy muốn phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hàng hóa thì Hưng Nguyên cần làm tốt công tác rà soát quy hoạch chăn nuôi lợn gắn với thị trường chung và tiềm năng của từng địa phương. Cần khuyến khích phát triển chăn nuôi theo các chuỗi liên kết, trong đó có sự tham gia đầu tư kết nối thị trường của các doanh nghiệp và người dân để vấn đề đầu ra cho sản phẩm không còn là nỗi lo lắng của người nông dân. Không chỉ có Hưng Nguyên mà việc phát triển chăn nuôi ồ ạt gây mất cân đối giữa cung và cầu đang là bài toán chưa có lời giải hiện nay tại một số địa phương khác. Thiệt hại do giá lợn xuống thấp như hiện nay đã làm không ít gia đình rơi vào hoàn cảnh thiếu vốn tái đàn. Và hơn lúc nào hết, không chỉ chăn nuôi mà nhiều lĩnh vực khác trong sản xuất nông nghiệp cần được quan tâm từ công tác quy hoạch hợp lý hướng đến sự phát triển bền vững lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng, thời gian qua, huyện Nghĩa Đàn đã triển khai biện pháp xây dựng được 23/25 xã thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, đạt 92%. Hiện nay, còn hai xã Nghĩa Trung và Nghĩa Lộc đang được tập trung thực hiện để đến năm 2018 có 100% xã thị trấn đạt chuẩn bộ tiêu chí này. Trong năm 2016, được sự hỗ trợ từ các nguồn vốn của tỉnh, huyện và các chương trình lồng ghép, Nghĩa Đàn đã xây mới, sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất
trang thiết bị cho các trạm y tế xã. Với nỗ lực đó, năm 2016, có 5 xã được công nhận đạt chuẩn Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 23 trên 25 xã, thị trấn. Trong năm 2017, sẽ tập trung chỉ đạo xã Nghĩa Trung xây dựng chuẩn. Với một xã đặc thù, để đạt được tiêu chí cơ sở vật chất, thời gian qua, Trạm Y tế xã Nghĩa Trung đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện. Hiện nay, Trạm Y tế xã được đầu tư xây dựng 11 phòng và các công trình phụ trợ. Riêng các tiêu chí kế hoạch hóa gia đình và vệ sinh môi trường nông thôn, trạm đã và đang cùng với các chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền vận động để phấn đấu hết quý 3 năm 2017 sẽ hoàn thành các tiêu chí quốc gia về y tế. Xã chúng tôi cũng đứng có hai vấn đề. Một là tỷ lệ sinh con thứ ba cũng đứng cao. Hai là vệ sinh môi trường của hồ nông dân thì cũng đứng thấp. Thì năm 2016 chúng tôi đã tham mưu cho Đảng ủy ban quyết liệt chỉ đạo các ban ngành vào cuộc để là coi như là vận động tuyên truyền vận động nhân dân để là coi như là trong là hạ thấp tỷ lệ sinh con thứ ba và là coi như tăng cường là coi như là xây dựng cái công trình vệ sinh để cho đạt được cái chỉ tiêu. Cùng với Nghĩa Trung, tại xã Nghĩa Lộc, việc xây dựng Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã cũng đang được chính quyền tập trung. Cùng với huy động mọi nguồn lực cho xây dựng cơ sở vật chất, xã chú trọng tuyên truyền cho người dân về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Để thực hiện tốt các cái tiêu chí xã chuẩn quốc gia về y tế thì hiện nay chủ trương của Đảng ủy ban này đang giao trách nhiệm cho trạm y tế rà soát lại các tiêu chí của trạm. Và về chuyên môn thì giao trách nhiệm cho trạm sẽ là rà soát và tổ chức thực hiện. Nhưng mà chúng tôi thấy khó khăn nhất là về cái cơ sở vật chất đối với trạm y tế Nghĩa Lộc là rất là lớn. Cho nên để thực hiện tốt cái vấn đề này thì chúng tôi cũng tha thiết kính mong các cấp tạo mọi điều kiện hỗ trợ về cái kinh phí để cùng với địa phương Nghĩa Lộc để phấn đấu xây dựng đạt cái cơ sở vật chất để đạt chuẩn quốc gia được. Với mục tiêu phấn đấu 100% các xã thị trấn hoàn thành bộ tiêu chí trong năm 2018, Nghĩa Đàn tập trung triển khai các chương trình mục tiêu y tế quốc gia tại xã, thị trấn, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trên địa bàn và thu hút người dân sử dụng dịch vụ y tế tại trạm, đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế cho các trạm y tế, xây dựng và duy trì chuẩn. Thì kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được những năm qua, Trung tâm Y tế tham mưu quyết liệt cho cấp ủy và chính quyền địa phương xây dựng bám vào bộ tiêu chí của Bộ Y tế từ năm 2010 đến 2020, chỉ đạo cách quyết liệt để mà đưa Nghĩa Lộc và Nghĩa Trung về đạt bộ tiêu chí. Trung tâm Y tế thành lập tổ chỉ đạo chuyên trách bám sát địa phương để mà chỉ đạo làm sao cho là hoàn thành được cái mục tiêu kế hoạch đặt ra. Với sự cố gắng của cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành cùng với sự đồng tình ủng hộ của người dân, huyện Nam Đàn đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành kế hoạch đạt 100% xã thị trấn vào năm 2018. Mặc dù trong thời gian qua, trên bản huyện Tương Dương đã có nhiều trường hợp tai nạn thương tâm từ vũ khí tự chế gây ra. Nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt do tập quán săn bắn của đồng bào các dân tộc thiểu số, nên công tác quản lý, thu giữ, ngăn chặn, tiêu hủy vũ khí tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ở huyện vùng cao này đang hết sức khó khăn đối với các cơ quan chức năng. Chính vì vậy, ngay từ những tháng đầu năm 2017 này, lực lượng chức năng huyện Tương Dương đã đẩy mạnh công tác quản lý, thu giữ, ngăn chặn vũ khí tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Bãi Sa là bản có tỷ lệ người dân sử dụng súng tự chế tương đối nhiều của xã Tam Quang, huyện Tương Dương. Chỉ tính riêng năm 2016, cơ quan chức năng xã Tam Quang đã thu giữ được 13 khẩu súng tự chế ở bản Bãi Sa. Việc người dân sử dụng súng tự chế bừa bãi tràn lan đã gây ra nhiều trường hợp tai nạn thương tâm. Năm 2015, trong lúc cùng người bạn trong bản Bãi Sa vào rừng săn bắn, do bất cẩn, anh Lô Văn Sao đã bị người bạn bắn nhầm bằng súng tự chế và tử vong ngay tại chỗ. Vụ tai nạn đã đi qua được 2 năm, nhưng với chị Lô Thị Sâm, vợ của anh Lô Văn Sao, thì nỗi đau vẫn còn đeo đẳng. Chuyện xảy ra 2 năm trước, chồng em bị tai nạn là súng tự chế. Thì giờ thì một mình em rất là đau buồn và đau khổ.
Bọn mình nuôi hai đứa con và nuôi cha già. Như em cũng muốn các cán bộ, các ban ngành đó, giúp đỡ ba mẹ con em vượt qua những ngày tháng khó khăn này. Do địa bàn rộng với 12 bản làng, có đường biên giới dài, tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm trên 70%, nên trong thời gian qua, việc người dân sử dụng và tai nạn do súng tự chế gây ra ở xã Tam Quang xảy ra tương đối nhiều. Trước thực trạng đó, cơ quan chức năng, trong đó nòng cốt là lực lượng công an huyện Tương Dương, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp với tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí, mở rộng hòm thư tố giác người sử dụng, tàng trữ, chế tạo vũ khí, cưỡng chế, thu giữ và vận động nhân dân ký cam kết không chế tạo, tàng trữ, sử dụng. Nhờ đó, nhận thức của người dân đã có nhiều chuyển biến. Năm 2016, xã Tam Quang đã thu hồi được 30 súng tự chế, 2 quả lựu đạn và trên địa bàn không xảy ra trường hợp tai nạn hoặc vụ án nào liên quan đến vũ khí nóng. Ở đây thì chúng tôi tăng cường tranh thủ những người già làng, trưởng bản, người có uy tín đối với các bản làng để tuyên truyền vận động cho bà con và giáo dục bà con biết được là cái nguy hiểm về sử dụng đối với vũ khí, vật liệu nổ gây ra những cái là hậu quả thương tâm xảy ra đối với các loại vũ khí vật liệu nổ. Năm 2016, bằng nhiều biện pháp, huyện Tương Dương đã vận động thu hồi tiêu hủy hơn 446 súng tự chế, 20 dao kiếm các loại, 6 quả lựu đạn cùng hàng trăm đồ chơi nguy hiểm. Từ đầu năm 2017, huyện Tương Dương đã chỉ đạo lực lượng công an xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết, từ đó bám sát vào giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, thu giữ, tiêu hủy vũ khí tự vệ, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công an huyện Tương Dương là cũng đề ra phương hướng là 27 năm nay là tập trung tuyên truyền là để cho người dân hiểu được tác hại về sử dụng súng tự chế, là để nhằm là người dân hiểu được là khi mà sử dụng súng tự chế để sẽ gây ra, thứ nhất là ảnh hưởng sức khỏe tới bản thân mình và thứ hai là gây ảnh hưởng sức khỏe đối với người khác, là để những dân hiểu được cái tác hại để nhân tự nguyện giao nộp. Đã có những bài học đau lòng, tai nạn thương tâm do vũ khí tự chế, vật liệu nổ và lực lượng chức năng cũng đã vào cuộc một cách tích cực hiệu quả. Tuy nhiên, công tác quản lý, thu hồi, tiêu hủy vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ ở huyện miền núi Tương Dương vẫn đang còn nhiều khó khăn thách thức. Và để hạn chế tình trạng này, cần phải có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cơ quan chức năng, cũng như ý thức tự giác của người dân trong việc giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tới đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại!